Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điệp Điệp Vlog của mình, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những kỹ năng, những kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, đồng thời cập nhật được các mẹo làm đẹp tại nhà. Mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc vì được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Sữa chua là một trong những nguyên liệu làm đẹp rất là phổ biến của chị em phụ nữ. Do trong sữa chua có chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp nuôi dưỡng và chăm sóc da rất là hiệu quả. Do đó, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chăm sóc da mặt tại nhà với sữa chua rất là đơn giản và dễ thực hiện ngay tại nhà. Đầu tiên, mình sẽ chia video thành 3 phần. Đầu tiên, mình sẽ nói về công dụng của sữa chua. Phần thứ hai, mình sẽ nói về cách chăm sóc da bằng sữa chua. Và phần thứ ba, mình sẽ nói về các lưu ý trong quá trình sử dụng sữa chua để chăm sóc da mặt. Tiếp theo, ngay sau đây, mình sẽ nói về công dụng của sữa chua. Công dụng đầu tiên của sữa chua đó chính là tẩy da chết nhẹ. Trong sữa chua có chứa thành phần axit lactic, một axit alpha hydroxy có tác dụng hòa tan các tế bào da chết. Do đó, sử dụng sữa chua để làm đẹp sẽ giúp tẩy da chết nhẹ nhàng, giúp cho da của chúng ta sạch sẽ hơn, tươi sáng hơn, da dễ dàng hấp thụ dưỡng chất hơn, đồng thời giúp ngăn ngừa mụn hình thành và giúp da sáng tự nhiên. Ngoài ra, axit lactic có trong sữa chua hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp da của chúng ta ngăn ngừa nếp nhăn, xóa mờ thâm nám, đồng thời ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn mới và các vết chân chim ở quanh vùng mắt. Công dụng thứ hai của sữa chua đó chính là giúp cho da được trắng sáng hơn và cấp ẩm cho da rất là hiệu quả. Hàm lượng axit lactic trong sữa chua sẽ ức chế sản sinh melanin. Melanin là nguyên nhân chính làm cho da của chúng ta bị xịn màu và bị sạm da. Do đó, khi melanin bị ức chế bởi axit lactic có trong sữa chua thì da của chúng ta sẽ trắng sáng hơn, mịn màng hơn các bạn. Công dụng thứ ba của sữa chua đó chính là cải thiện tình trạng da nhờn mụn rất là hiệu quả. Bên trong sữa chua có chứa thành phần kẽm. Hàm lượng kẽm trong sữa chua có tác dụng làm giảm tình trạng viêm da, đồng thời nó hỗ trợ giảm thiểu lượng dầu nhờn sản sinh bởi các tuyến mễ nhờn. Ngoài ra, các lợi khuẩn ở trong sữa chua sẽ giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây hại ở trên bề mặt da, giúp cho da của chúng ta khỏe khoắn hơn, mịn màng hơn và tình trạng viêm nhiễm do mụn cũng được giảm thiểu đáng kể các bạn. Công dụng thứ tư của sữa chua đó chính là giúp da và cơ thể của chúng ta được thư giãn. Khi chúng ta sử dụng sữa chua để chăm sóc da thì sữa chua mát mát lạnh lạnh khi đắp lên da mặt thì da của chúng ta cũng như là cơ thể của chúng ta cảm thấy rất là thư giãn, rất là thoải mái các bạn. Như vậy, sữa chua có nhiều công dụng tuyệt vời trong làm đẹp rồi. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng sữa chua trong làm đẹp như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất? Thì mình không để các bạn chờ đợi lâu nữa. Ngay sau đây mình sẽ bật mí 3 cách để làm đẹp da mặt với sữa chua ngay tại nhà rất là đơn giản và hiệu quả các bạn. Cách thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là sau khi chúng ta sử dụng sữa chua không đường để chúng ta ăn xong thì mình có thể chừa lại khoảng 2 thìa cà phê các bạn. Và mình sẽ sử dụng 2 thìa cà phê này, mình sẽ đắp trực tiếp lên da mặt của mình trong khoảng 15 phút. Sau đó mình sẽ rửa sạch lại mặt bằng nước mát. Cách đầu tiên là mình đắp trực tiếp sữa chua không đường lên da mặt nha các bạn. Cách này thì rất là đơn giản và tiện lợi, mình không cần phải trộn nguyên liệu này nguyên liệu kia. Rất là đơn giản và dễ thực hiện. Cách thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta sẽ sử dụng sữa chua không đường và kém gạo. Trong kém gạo có chứa các thành phần như là vitamin B1, protein v.v. giúp làm sạch da, tẩy tế bào da chết nhẹ nhàng và làm sáng da rất là hiệu quả. Do đó, việc kết hợp giữa kém gạo nguyên chất và sữa chua không đường là một sự lựa chọn tuyệt vời để chúng ta nuôi dưỡng và chăm sóc làn da chúng ta ngay tại nhà, giúp da của chúng ta trắng sáng hơn, mịn màng hơn rất là nhiều các bạn. Cách thực hiện như sau, chúng ta sẽ lấy 1 thìa kém gạo nguyên chất và 2 thìa sữa chua không đường. Tỷ lệ này thì là chỉ cần tương đối thôi các bạn, không cần chính xác hoàn toàn. Chúng ta sẽ trộn hai nguyên liệu này lại với nhau thành một cái hỗn hợp sệt sệt. Sau đó chúng ta sẽ đắp lên da mặt của chúng ta và nằm nghỉ ngơi thư giãn trong khoảng 15 phút. Sau đó mình sẽ rửa sạch lại mặt bằng nước mát nha các bạn. Cách thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta sẽ sử dụng sữa chua không đường, tinh bột nghệ và mật ong.
Mật ong có chứa thành phần kháng viêm, tinh bột nghệ thì sẽ ức chế sản sinh melamin giúp nuôi dưỡng làn da của chúng ta khỏe mạnh hơn. Do đó, sự kết hợp giữa tinh bột nghệ, mật ong và sữa chua không đường là một lựa chọn hoàn hảo cho những bạn đang gặp phải tình trạng da mụn hoặc là bị thâm mụn, đồng thời giúp nuôi dưỡng làn da của chúng ta trở nên trắng hồng mịn màng rất là nhanh chóng các bạn. Cách thực hiện rất là đơn giản, chúng ta sẽ lấy một thìa sữa chua không đường, một thìa mật ong, hai thìa tinh bột nghệ. Cái tỷ lệ này chỉ cần tương đối thôi các bạn, không còn chính xác hoàn toàn. Chúng ta sẽ trộn các cái nguyên liệu này lại với nhau thành một cái hỗn hợp sệt sệt. Sau đó mình sẽ đắp lên da của chúng ta và nằm nghỉ ngơi thư giãn trong vòng 15 phút. Sau đó mình sẽ rửa sạch lại mặt bằng nước mát tương tự như cách 1 và cách 2. Và cái cách thứ ba này rất là tốt đối với những làn da đang gặp phải tình trạng như là mụn, thâm mụn, sạm nám các bạn. Và trong quá trình sử dụng sữa chua để đắp mặt nạ thì các bạn cần lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất, chúng ta chỉ nên sử dụng mặt nạ sữa chua vào ban đêm các bạn, vì ban đêm là khoảng thời gian da của chúng ta đang nghỉ ngơi thư giãn, không chịu ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, khói bụi, ô nhiễm, là thời gian để chúng ta nghỉ ngơi thư giãn. Cho nên chúng ta sẽ đắp mặt nạ vào ban đêm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để chúng ta chăm sóc da, và tốt nhất là sau khi chúng ta làm sạch da, tức là vào buổi tối sau khi chúng ta làm sạch da, bao gồm các bước như là tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết, xông hơi, thì chúng ta sẽ đắp mặt nạ và nằm nghỉ ngơi thư giãn khoảng 15 phút. Sau đó chúng ta sẽ rửa sạch lại mặt bằng nước mát. Và lưu ý thứ hai là mình chỉ nên đắp mặt nạ một tuần 1 đến 2 lần, không nên quá lạm dụng việc đắp mặt nạ các bạn. Và trong khoảng thời gian đắp mặt nạ thì mình chỉ nên đắp mặt nạ 15 phút, tối đa là 20 phút, không đắp quá lâu. Vì chúng ta đắp trong khoảng thời gian 15 đến 20 phút là thời gian đủ để da của chúng ta hấp thụ tất cả các cái dưỡng chất có trong mặt nạ. Mặt nạ sẽ giúp cho da của chúng ta sáng hơn, mịn hơn, dưỡng ẩm cho da của chúng ta rất là tốt. Tuy nhiên, nếu chúng ta đắp mặt nạ quá lâu, quá 20 phút thì sẽ bị tác dụng ngược, tức là lớp mặt nạ sẽ hút ẩm ngược lại da của chúng ta và làm da của chúng ta bị khô hơn, dễ bị kích ứng hơn và lỗ chân lông sẽ bự hơn các bạn. Do đó mình lưu ý chỉ nên đắp mặt nạ trong khoảng 15 phút, sau đó mình sẽ rửa mặt lại bằng nước mát. Nước mát tức là nước ở nhiệt độ phòng khoảng từ 20 đến 25 độ C là ok các bạn. Và mình chỉ đắp trong khoảng 15 phút, tối đa là 20 phút là mình phải đi rửa mặt lại bằng nước mát nha các bạn. Cái lưu ý thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là khi chúng ta sử dụng sữa chua để đắp mặt nạ thì như theo cách 1, cách 2 là chúng ta sẽ cách 1 là chúng ta sẽ đắp trực tiếp sữa chua lên mặt. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng sữa chua và kém gạo nguyên chất để đắp mặt nạ. Thì đối với cách 1, cách 2, sau khi chúng ta đắp mặt nạ lên mặt khoảng 10 phút thì cái bề mặt mặt nạ nó bắt đầu nó sẽ hơi khô khô và nó kéo căng da ra của chúng ta ra. Thì trong khoảng thời gian này chúng ta nằm nghỉ ngơi thư giãn, hạn chế nói chuyện, không nên nói chuyện các bạn, vì nói chuyện sẽ làm nứt nứt cái bề mặt mặt nạ ra và làn da của chúng ta dễ bị nhăn nheo, nên chúng ta chỉ cần nằm nghỉ ngơi thư giãn, nghe nhạc thư giãn này kia các bạn. Đến 15 phút là mình sẽ đi rửa mặt. Và lưu ý thứ tư mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta nên sử dụng những cái loại sữa chua cũng như là các nguyên liệu kết hợp với sữa chua để làm đẹp từ những cái nguyên liệu chất lượng sạch để đảm bảo an toàn các bạn. Và mình không nên sử dụng sữa chua đã hết hạn cũng như các nguyên liệu đã hết hạn rồi thì mình không nên sử dụng nữa. Và sau khi mở nắp sữa chua ra thì mình nên sử dụng liền, không nên để sữa chua quá lâu trong tủ lạnh thì sữa chua sẽ làm bị biến chất và nó sẽ không tốt cho da của chúng ta. Bên cạnh đó, khi chúng ta sử dụng bất kỳ một nguyên liệu nào để sức lên da của chúng ta để làm đẹp thì chúng ta đều nên phải kiểm tra xem cái sản phẩm đó có gây kích ứng cho da của mình hay không thì mình mới sức lên da của chúng ta trên một diện rộng. Mình có thể kiểm tra sản phẩm có kích ứng hay không bằng cách là mình sẽ sức một xíu lên vùng cánh tay của chúng ta hoặc là ở vùng ở phía dưới này các bạn, vì đây là vùng da mỏng và nó gần giống như da mặt của mình nhất, thì mình có thể sức lên vùng đó để kiểm tra xem có kích ứng hay không. Trong trường hợp không kích ứng, những cái sản phẩm nào mà sản phẩm mới mình chưa sử dụng bao giờ thì mình nên kiểm tra xem có kích ứng hay không. Nếu không kích ứng thì mình có thể sử dụng lên mặt của mình một cách để mình được yên tâm hơn. Như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn tất tần tật các cái cách để chúng ta sử dụng sữa chua không đường để làm đẹp cho da của chúng ta.
Các bạn có thể tham khảo thêm ha. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho các bạn trong việc làm đẹp tại nhà. Chúc chị em phụ nữ của chúng mình luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn trẻ trung rạng rỡ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn thông báo để cập nhật những video mới nhất từ Điệp Đẹp Vlog nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.